Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Hòa Bình, có 3 xã vùng cao của huyện Tân Lạc đã hơn 10 năm nay không dùng thuốc trừ cỏ. Làm nông nghiệp không dùng hóa chất vất vả hơn, chi phí cũng cao hơn, nhưng bà con nông dân ở đây hoàn toàn tự nguyện, bảo vệ môi trường, sản xuất có trách nhiệm để bảo vệ sinh kế và sức khỏe của chính mình. Nhà ông Minh có hơn 500 cây cam đường canh. Thời điểm này, vườn đang dần cho thu hoạch. Các cây cam được bón phân bò do ông tự ủ. Sau khi thu hoạch hay cứ khi cỏ lên cao là ông phải làm cỏ. Vợ chồng ông đều có tuổi, nhưng ông bà vẫn chọn cách làm cỏ thủ công. Biết là cái thuốc diệt cỏ thì nó làm rất nhanh thôi. Có khi mà 1-2 bình là phun xong cả vườn. Nhưng mà nó có hại cho sức khỏe, cho nên chúng tôi không dùng đến cái thuốc diệt cỏ, chỉ có làm bằng tay. Hộ gia đình ông Bắn thì chỉ chuyên trồng cây dược liệu để xuất khẩu. Giá nhân công một ngày một người là 250.000 được thuê để làm cỏ. Ông cho biết các ruộng nương ở trên đầu các nguồn nước, khi phun thuốc trừ cỏ ngấm xuống, người uống về lâu dài sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Bởi thế, cũng như các xóm khác, từ năm 2005, xóm ông đã ra hương ước cấm thuốc trừ cỏ. Cái xã Vân Sơn này là không bao giờ dùng thuốc diệt cỏ. Đấy, cái đấy là không cho phép. Một là ảnh hưởng nguồn nước cho dân sinh hoạt. Hai nữa là để bảo đảm cái chất lượng sản phẩm. Cái hương ước của xã này là không bao giờ có. Như là một bình phun thuốc trừ cỏ chung là 2 triệu là phạt. Cái đấy là cố tình nữa là càng nặng lên thêm. Về sản xuất cây dược liệu thì một số hộ dân với các xóm đã tự liên kết với các nhà sản xuất tiêu thụ sản phẩm, đã có mặt hàng để xuất khẩu. Xã thì cũng tập trung vào trồng cây có múi, đã được các thương lái các tỉnh lân cận vùng Hà Nội về tiêu thụ sản phẩm. Ở huyện Tân Lạc không chỉ có xã Vân Sơn mà các xã vùng cao như Ngổ Luông, Quyết Chiến cũng đều có hương ước cấm thuốc trừ cỏ. Hơn 10 năm nay, bà con của ba xã tự giác thực hiện nội dung hương ước này và hướng đến việc phát triển nông nghiệp hữu cơ. Với ba xã vùng cao của huyện Tân Lạc đã sản xuất nông nghiệp một cách rất là trách nhiệm. Từ cái đó đã bảo vệ được môi trường cũng như là sức khỏe người lao động cũng như là sức khỏe của người tiêu dùng khi mà sản phẩm nông nghiệp được thu hoạch đưa ra thị trường. Và thông qua cái đấy thì giá trị của nông nghiệp, sản phẩm đó đã được nâng cao và với giá trị cao hơn gấp 2 lần cho đến 3 lần. Hiện nay nhiều địa phương trên cả nước các cánh đồng, vườn cây ăn trái ngày một nhiều hơn. Và cũng ngày càng có nhiều các hộ hướng đến sản xuất có trách nhiệm. Bởi bà con hiểu rằng chỉ khi thay đổi tư duy lẫn quy trình canh tác mới đảm bảo sản xuất bền vững.